Trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã chiếm giữ Kherson, thủ phủ của tỉnh Kherson phía nam Ukraine. Bộ cũng xác nhận tấn công một số cơ sở hạ tầng của Ukraine, trong đó có một tháp truyền hình ở Kiev hôm 1 tháng 3. Nga khẳng định các cơ sở hạ tầng dân sự tại Kherson đang hoạt động bình thường, không có tình trạng thiếu lương thực hoặc các mặt hàng cần thiết. Chính quyền thành phố và quân đội Nga đang đàm phán về cách đảm bảo trực tự và an toàn công cộng trong khu vực. Phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ tại Ukraine đã tấn công hơn 60 địa điểm quân sự, nâng tổng số phần tử cơ sở hạ tầng quân sự bị phá hủy của Ukraine lên hơn 1.500. Trong số các mục tiêu bị Nga tấn công, có một tháp truyền hình ở Kiev. Ông Konashenkov xác nhận, theo Bộ Quốc phòng, đây là một phần của cơ sở hạ tầng quân sự được Ukraine sử dụng để tiến hành chiến tranh tâm lý. Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 với mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực ly khai Donetsk và Lugan, đồng thời phi quân sự hóa và xóa bỏ chủ nghĩa phát xít tại Ukraine. Kiev và các nước phương Tây lên án hành động của Nga. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow để trả đũa với mục đích gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga.